Còn điện thoại của cô chưa cài Teams nên cô không có đọc được cái comment của mình nếu mà mình gõ vào đâu. Share. Rồi đây, từ vựng thì thường á, tổ tiếng Anh sẽ in sẵn cho mình nguyên một list. Nhưng mà đây là cái phần mềm chung của tổ, cái bài soạn chung của tổ. Nó giống y chang cái file của mình nhưng cô chỉ zoom cái chữ lên to cho mình dễ nhìn thấy thôi. Cô sẽ không bao giờ cô làm việc theo cách này đâu, có nghĩa là sọt cái list từ vựng mà theo một cái thứ tự nào đó cô cũng biết. Còn cô thường mà cô làm thì cô sẽ sọt theo ABC. Đó là cái kiểu của trường, của tổ tiếng Anh họ làm như vậy. Thì bây giờ mọi người xài chung thì không thể nào cô xài khác mọi người được. Nhưng nếu mà cô làm thì cô sẽ sập theo ABC đàng hoàng để chúng ta dễ tra cứu. Thì nó có sẵn rồi, nó có sẵn nghĩa rồi. Nó chỉ có cái mục số 6 này nè. Nó chỉ có cái mục số 6 này là nó có một cấu trúc mới. It takes somebody time to do something thì bằng với chủ từ spend time doing something. It takes mà lại không có s nữa, để ra chỗ này phải có chữ s chứ nhỉ. It takes thì phải có s chứ. Mình sẽ tự động mình sửa vô. Ví dụ tôi mất 45 phút để xem tivi mỗi ngày. Tôi mất 45 phút để xem tivi mỗi ngày. Thì cô sẽ làm theo cấu trúc này. It takes somebody, ở đây là tôi, cô thêm vào chữ me. 45 phút là 40 minutes. Dùng silver xem TV sẽ là to watch TV every day. Rồi viết lại sẽ bằng chủ từ spend. I spend time ở đây là 45 minutes. Rồi verb thì cô đổi thành verb in, nó sẽ ra được là watching TV every day. Rồi xong. Chúng ta điền vào. Chúng ta điền vào. Và tiếp theo cô sẽ đi ngó xuống dưới. Cô dành một ít thời gian cho mình ghi chú á. Bên dưới nó có hết trơn hết trọi rồi. Đấy là thường cái ở Nguyễn Công Trứ người ta sẽ học như vậy. Người ta đưa cho mình một cái list từ vựng có sẵn. Rồi bên dưới người ta sẽ cho phần bài tập. Cái phần này giống y chang như trong file của mình. Nhưng mà cô zoom cái chữ lên cho to. Và cô giãn cái dòng ra cho chúng ta dễ nhìn. Phần một la mã là cái phần mà gọi là mark the word which is stressed differently from that of the rest. Cái title này cũng kỳ quá, ai đã để cái dòng như vậy nhỉ? Ngọn năm nga chúng ta hiểu là từ nào có dấu nhấn khác với các từ còn lại, nhưng mà cái instruction này nó bị sai về văn phong rồi. Xin lỗi nha, không phải cô soạn bài này nhưng đó cô được quyền cô bắt dở. Rồi, dấu nhấn là cái gì em? Một từ nó sẽ có thể có một vần hoặc hai vần hoặc ba vần hoặc là bốn vần. Thì cái vần được nhấn, nó cái âm được nhấn nó sẽ sao đọc to và đọc rõ hơn những âm còn lại, chúng ta gọi là dấu nhấn, được chưa? Cô nói ví dụ như chữ routine, mình đọc đúng là routine, routine thì chúng ta sẽ nhấn được vần 2 nè, mình nhấn ngay chữ tin, routine là nhấn vần 2. Đó, routine là nhấn vần 2. Alarm chúng ta đọc chúng ta cũng sẽ nhấn vần 2. Cô không có highlight nữa, highlight cho đáp án đúng đi. Routine, routine là nhấn vần 2. Kitchen là nhấn vần 1. Rồi exact là nhấn vần 2.
Mà để dễ theo dõi đó thì thường cô sẽ ghi số routine nhấn vần 2, alarm nhấn vần 2, kitchen nhấn vần 1, rồi exact nhấn vần 2. Và chúng ta rõ ràng chúng ta nhìn vô số, chúng ta sẽ thấy ngay là câu C là câu được phát âm có dấu nhấn được khác, thì chúng ta sẽ chọn câu C là câu đáp án của mình. Vậy ở đây có 6 câu nha, 6 câu. Cô sẽ dành cho mình khoảng 3 phút để mình làm 6 câu này. Sau đó mình vào đáp án với cô. Chúng ta làm xong chưa nè? À, chúng ta cùng vào đáp án nha. Cô thấy cái này đó mà muốn học hiệu quả thì nên có một cuốn tập cái bên nữa ghi đáp án thôi. File thì có rồi, khỏi cần ghi lại ha. Có một cuốn tập cái bên ghi là đáp án unit 1, unit 2 gì đó. Một học kỳ như vậy chúng ta có thể học được khoảng khoảng tầm theo phân bố chương trình thì một học kỳ chúng ta học tới unit 7, unit 8 gì đó. Rồi câu 2 nè, morning là cô nhấn vần 1, morning là vần 1. Rồi để số cho dễ theo dõi. Đợi cô xíu cô giãn cái dòng này ra cho nó dễ nhìn. Ấy cho nó dễ nhìn. Đối với cô mà ghi chữ nùi nùi nhớ bạn làm phao là cô đọc mới được. Cái câu B đó em, câu B nó có rất là nhiều dấu nhấn. Nếu đây là danh từ chúng ta sẽ đọc là minute. Nếu đây là danh từ chúng ta đọc là minute. Còn tính từ nhỏ bé tí siêu tí ti đó chúng ta đọc là minute thì nó sẽ nhấn vần 2. Cái minute nó có đến hai dấu nhấn lận. Quarter, quarter thì nhấn vần 1, quarter thì nhấn vần 1. Cái câu D transplant cũng có hai dấu nhấn. Nếu nó là danh từ chúng ta đọc là transplant nhấn vần 1. Nếu là động từ chúng ta đọc là transplant chúng ta nhấn vần 2. Rồi câu này cũng không biết chọn đáp án nha. Cho một từ có hai dấu nhấn đủ rồi, bây giờ cho hai từ thì làm sao mà biết từ nào nhấn khác. Dạ đó thôi, cô để câu này lại cho tác giả chọn đi.
Rồi câu số 3 nha. Hero chúng ta nhấn vần 1 nè, hero nhấn vần 1. Hero. Neighbor chúng ta nhấn vần 1 nè. Children chúng ta nhấn vần 1 nè và tobacco, tobacco chúng ta nhấn vần 2. Vậy mình sẽ thấy được là câu D chọn khác. Câu 2 em có thể ghi chú trong tập của em là không biết nhấn vần nào. Còn mình có thể ghi bù như vậy nào, 1 1 1 2 2 gì đó, mình ghi để mình biết nó nhấn như thế nào mà cô chọn không được. Rồi số 4. Mình thấy ngờ ngợ quá. Câu A nó cũng có hai dấu nhấn em ơi, cái chữ content mà là tính từ đó, chúng ta sẽ nhấn vần 2, content là tính từ chúng ta nhấn vần 2. Nhưng khi nó đọc là danh từ chúng ta nhấn vần 1, content nhấn vần 1. Rồi, buffalo chúng ta nhấn vần 1 nè. Peasant chúng ta nhấn vần 1 nè. Local thì chúng ta nhấn vần 1. Câu này thì vẫn có thể chọn được đáp án tại vì chỉ có một chữ mang hai dấu nhấn thôi. Còn câu số 2 nó có hai từ mang hai dấu nhấn thì không biết chọn cái nào. Content hoặc là content. Rồi, câu số 5. Overjoyed. Afternoon information và television. Cái chữ overjoyed đó thì cái chữ over nó không bao giờ nó mang dấu nhấn hết á, vì nó là tiền tố, không có mang dấu nhấn. Chúng ta sẽ nhấn ngay chữ joy. Nhấn ngay chữ joy tức là nhấn vần 3, overjoyed nhấn vần 3. Rồi câu B nè, chỉ cho một cái mẹo để chúng ta biết dấu nhấn, hai chữ o luôn luôn mang dấu nhấn. Hai chữ O thì luôn luôn mang dấu nhấn, vậy đó afternoon chúng ta nhấn vần 3 luôn. Afternoon nhấn vần 3. Information thì cái đuôi là đuôi sân. Cái đuôi sân thì dấu nhấn luôn luôn nằm trước cái đuôi đó. Như vậy chúng ta nhấn ngay chữ máy, tức là nhấn vần 3. Information, information. Rồi television. Em lưu ý tất cả những cái chữ mà bắt đầu bằng tele, tức là nhìn xa đó, thì nhấn ngay chữ té hết. Cứ nhớ là chữ té mang dấu nhấn. Telegram, telegraph, television gì đó, telecommute gì đó thì chúng ta nhấn ngay chữ té hết. Do đó television nó sẽ là nhấn vần 1. Television nhấn vần 1. Vậy chúng ta chọn câu D. Ôi cô. Rồi con nói đi con. Cô giải thích lại cho con một xíu ở cái chỗ mà afternoon tại sao nó lại nhấn vần 3. Còn con đọc con có thấy nó nhấn vần 1. Con đọc nhấn vần 1 là con đọc sai đó con, tại con nhấn ngay chữ áp. Dấu nhấn không phải là chúng ta bỏ dấu sắc lên trên cái vần đó, mà là dấu nhấn chúng ta phải đọc theo cái cách của người nước ngoài. Bây giờ cô chỉ cho một và cô xem cái màn hình nữa. Để cô xem một cái từ điển cho con coi. Để con biết cách mà con học. Đây cô đang share luôn cả màn hình. Mà nếu share luôn cả màn hình thì để cô tắt Zalo đi. Tránh đừng nhảy tin nhắn lên. Con sẽ vào, cô sẽ có cuốn từ điển, một là con có thể cài cái bản này vào trên điện thoại của con. Nhưng mà nếu mà con cài, con xài iOS thì con phải mua bản quyền thôi. Có thể một thằng nó mua xong rồi nó ngồi nó share cái kia cho mình, nó bán lại với giá rẻ hơn thì tùy mình quyết định lựa chọn sản phẩm nào là của mình. Còn không thôi mình có thể mình lên mạng mình tra từ điển miễn phí. Như vậy mình sẽ nhập vô cái địa chỉ là oxfordlearnerdictionary.com, chúng ta sẽ có được cái bản miễn phí. Ở đây con thấy trên màn hình cô có xài cái chữ block ad nè, tức là nó sẽ chặn quảng cáo. Nó có nhiều quảng cáo rất là nhạy cảm, cô nói ví dụ như quảng cáo bao cao su chẳng hạn thì hình ảnh hơi mang tính nhạy cảm. Lúc cô dạy hình ảnh đó nó show lên màn hình thì rất là kỳ cục. Cô chặn những cái quảng cáo đó đi. Em thấy ở đây nó hiện số 32, tức là có 32 cái quảng cáo mất nết mà cô đã bị cô chặn.
Có vụ án gì mà nó lại nhảy cả tưng tưng lên đây? Rồi, từ điển Oxford này chúng ta có thể mua bản quyền. Nó cung cấp cho một cái key, hoặc nếu không mua bản quyền cũng không sao. Mua bản quyền với không mua bản quyền nó khác nhau cái gì? Không mua bản quyền mình chỉ tra được một English mà thôi. Còn mua bản quyền nó tra thêm được American English, tiếng Anh của Mỹ, và Practical English Usage, tức là có thể tra về những cái ngữ pháp. Còn không mua thì hoàn toàn chúng ta có thể xài được cái bản từ vựng miễn, từ điển từ miễn phí. Mình sẽ ấn vào một cái chữ. Con đọc con cảm thấy bằng một mà cô. Con sẽ thấy chữ afternoon nè. Đấy, người ta đọc cái vần 3 nó rõ nhất nha, người ta đọc cái vần 3 nó rõ nhất. Đấy, mà trong từ điển dấu nhấn nó sẽ thể hiện như thế nào? Con sẽ thấy nó gạch ở bên dưới thì là dấu nhấn phụ. Thì dấu nhấn ngay chữ chữ A là dấu nhấn phụ. Dấu nhấn cái này nó ở phía trên mới là dấu nhấn chính. Về afternoon nó đây sẽ được nhấn vần 3. Đấy, được chưa? Con đọc con thấy vần 1 là do con đọc sai thôi. À, vần 1 không phải là dấu nhấn chính, dấu nhấn chính nằm ở vần 3 nhá. Chúng ta học tiếng Anh mình nhất là lớp mình là lớp tăng cường nữa thì mình nên tra những từ điển, những cái từ điển chính thống, chứ đừng có tra TFLAT. TFLAT là cái thằng mà gọi là phiên âm rất là bậy và rất là lậu luôn. Ngoài từ điển Oxford thì chúng ta có thể tra thêm từ điển Longman. Longman cũng có cái bản miễn phí. Và Longman thì cô có mua bản quyền, cô mua một cái hay mua chi cho nhiều. Và nó phải đại gia nha. Mình thấy do mạng nó hơi chậm đó, nó chạy rất là lâu. Đấy, từ điển Longman. Từ điển Longman nó có một cái hay nữa, hay hơn Oxford một cái á, là đấy, nó có cho mình thêm cái mục collocation. Ví dụ như afternoon sẽ đi với những chữ nào ha? Monday, Friday, Saturday afternoon, buổi trưa của ngày nào đó. This afternoon, early hoặc là late afternoon, all afternoon gì đó. Nó sẽ cho mình thêm một số collocation đi với cái từ đó. Chúng ta sẽ học thêm được rất là nhiều từ. Ngoài ra nó chỉ mình á, là chúng ta sẽ xài cái grammar đi với afternoon này hay bị sai cái gì. Nó thể hiện tất tần tật trong một mục từ. Và nó cho mình thêm những câu ví dụ. Ví dụ từ điển Oxford nó cũng có. Từ điển Oxford nó cũng có rất là nhiều ví dụ. Thì mỗi một thằng có một cái hay riêng. Cô thích xài Longman bởi vì giải thích nó ngắn gọn và dễ hiểu. Còn Oxford nó mang tính kiểu Anh mà chuẩn mực, mà thể hiện ta đây là tiếng mẹ đẻ. Đấy, nên nó nhảy lên lên lên. Từ điển Longman thì nó ngắn gọn hơn là từ điển Oxford. Rồi quay lại cái bài của mình nha. Chị afternoon nhấn vần 3 ha. Rồi câu số 6, câu 6. Cái câu A là cái câu mình hay nhấn sai nhiều nhất, mình hay đọc là literator, là mình đọc không đúng. Mình đọc đúng phải là literature. Literature nó là vần 1. Literature nó là vần 1. Vần 1. Geography. Dạy cho mình một cái mẹo luôn nè. Những cái môn học đều bắt đầu, đều tận cùng bằng ophi hoặc là ophi. Thì dấu nhấn sẽ nằm trước nó một vần. Nếu mình đọc câu này geography thì nhấn trước cái chữ ophi một vần là nhấn ngay chữ O. Geography. Geography sẽ là vần 2. Geography. Những cái môn học của mình nè, philosophy, biology gì đó vân vân đều nhấn trước cái vần đó ha, đều nhấn trước cái OP hoặc là OG một vần. Physics là môn vật lý, nó vật mình dữ quá mình thành. Rồi chemistry là môn hóa học. Vậy chúng ta nhìn vào đây chúng ta sẽ thấy câu B đọc khác. Rồi các bạn có theo kịp không? Các bạn thả tim thả like gì đó giùm cô để cô thấy. Còn nếu mà cảm thấy nhanh quá thì nói.
Rồi, thấy rất là nhiều tim rồi. Ok. Hôm nay cô Duy nhận được rất là nhiều tim, chắc là no luôn khỏi ăn sáng. Sáng nay dậy rất là sớm rồi, mà dậy lúc dễ vô tiết lúc 7 giờ thì không thể nào mà kịp ăn sáng được cả. Ok, bạn An Bùi đang share một cái hình afternoon mà phiên âm kiểu đó là phiên âm kiểu Mỹ. Phiên âm kiểu Mỹ trong những cái từ điển của Mỹ, ví dụ từ điển Colin cô Bill á, thì chúng ta rất là khó nhìn, nó không có quen so với những người học tiếng Anh thông dụng. Phần hai la mã tức là chúng ta sẽ chọn từ mà có phần gạch dưới được đọc khác với những từ còn lại. Cái này nói về phiên âm nha. Phải giãn cái dòng này ra cho dễ nhìn. Chúng ta nói về phiên âm thì phiên âm sẽ có một cái phonemic chart. Đợi mạng nó chạy chút xíu nha. Có vẻ như là máy cô không có cái phần mềm đọc flash rồi. Cô chưa có cài. Đây chúng ta tạm theo dõi cái phonemic chart này. Đây là cái phần phiên âm. Có nghĩa là chúng ta nhìn vô đây chúng ta biết được cách đọc chứ không phải là chữ viết. Nó là phiên âm. Đấy là phiên âm nha. Em sẽ thấy nó có cái nhóm vowel tức là nhóm nguyên âm. Rồi nhóm diphthong là nhóm nguyên âm đôi. Vowel là nguyên âm đơn và diphthong là nguyên âm đôi. Consonant là phụ âm. Thì nguyên âm gồm có chữ gì? Cô sẽ đọc từ trái qua phải, từ trên xuống dưới. Có nghĩa là dòng đầu tiên trước đến dòng thứ hai đến dòng thứ ba. Chữ y mà hai chấm rồi là chữ đọc là vần y dài nha, y kéo dài ra. Đây là y ngắn, y. Mình học tăng cường tiếng Anh nên mình tìm hiểu mấy chuyện này không có thừa. Để sau này em đừng ra đường em đọc sai người ta cười vô mặt á. Ví dụ như tên 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 Duyên mà đọc thành tên Duyện chẳng hạn đi, nó ra một cái vần khác rồi chúng ta đọc sai dấu nhấn hoặc đọc sai âm nó cũng giống như mình nói ngọng vậy đó. À, y rồi y, đây là âm u ngắn và đây là âm u dài ha, u và u. Đây là âm e, đây là âm ơ, đây là âm ơ ngắn, đây là âm ơ dài, ơ ơ. Âm cuối của dòng thứ hai là âm o, o này là o dài để khác với phía dưới là o ngắn nha, ở trên là o dài có hai chấm, bên dưới không có hai chấm là o ngắn, chữ a ngược á là o ngắn, o và o. Rồi cái dòng thứ ba đầu tiên á nó sẽ có hai cái xòe như vậy gọi là e bướm vì con nhìn giống như cánh bướm, e bướm, e đọc làm sao banh miệng ra tức là đọc đúng rồi. Đây cái dấu mũ đọc là vần ớ, ớ ớ. Chữ a hai chấm thì là a dài, thì là a dài, o o o và đây là vần o. Tiếp theo qua một diphthong tức là một nguyên âm đôi. Nguyên âm đôi. Cô cũng đọc từ trái qua phải, từ trên xuống dưới. Air. Đây là vần O, đây là vần ao, đây là vần O, đây là vần ao. Dòng thứ ba, đây là vần A, vần I và vần OI nha. Cô đọc lại từ trên xuống dưới, từ trái qua phải. Từ trái qua phải, từ trên xuống dưới. Dòng đầu tiên, ear, ear. Dòng kế tiếp là air, air. Rồi, O, O, Ao, A, I, Oi. Rồi cô qua đến phần consonant. Phần consonant thì mình nhìn nó sẽ có ba dòng. Cái dòng trên á, với cái dòng dưới á, dòng thứ nhất và dòng thứ hai, cái khẩu hình miệng nó giống y chang nhau, cái khẩu hình miệng nó giống y chang nhau. Nó chỉ khác là dòng trên là dòng vô thanh và dòng dưới là âm hữu thanh. Âm vô thanh có nghĩa là chúng ta cũng dùng đúng cái khẩu hình miệng đó nhưng mà chúng ta rời vô cái cổ của mình chúng ta không nghe nó rung. Và âm hữu thanh em cũng để cái khẩu hình miệng y chang như vậy, như em rờ vô cái dây thanh quản của mình ngay cổ của mình á, mình sẽ nghe nó rung. Bây giờ chữ bờ ví dụ như là âm bờ mạnh và âm bờ nhẹ, âm bờ vô thanh sẽ đọc là, mình sẽ không nghe cô đọc gì cả, nếu mình thấy cô mình sẽ là. Còn bên dưới á là âm hữu thanh sẽ là bờ bờ bờ. Ví dụ như cô đọc stop. Stop, không có đọc stopper nhé. Rồi cô đọc chữ boy chẳng hạn đi, boy là có âm bờ. Đấy. Chúng ta đọc bằng cách là chúng ta bậm cái môi lại và bờ bờ. Thì tương tự
âm verb và âm verb nó y chang như vậy. Chúng ta sẽ để cái môi dưới bên bên dưới cái răng trên đấy, chúng ta sẽ đọc và vờ vờ và vờ. Thì tương tự như vậy, âm thờ với âm đờ, âm thờ và âm đờ, cái chữ o mà có dấu gạch ở giữa đó được là âm thờ. Chúng ta để cái lưỡi giữa hai hàm răng, âm thờ thờ thờ. Cô cố tình cô đọc thờ lên cho mình biết nhưng thật ra không có đọc thờ như vậy. Nó là âm vô thanh nha, do đó mình đọc làm sao mà chỉ có để cái lưỡi với hàm răng rồi xì hơi ra thôi là được âm thờ. Ví dụ như trong chữ mình, ví dụ như trong chữ mouth, ví dụ như trong chữ thank you, ví dụ như trong chữ think. Và bên dưới chúng ta cũng để cái lưỡi giữa hai hàm răng và chúng ta bật ra tiếng the, the, the. Rồi kế năm đó sẽ là âm, mình hay có chữ tờ và cái dấu mốc câu á gọi là âm ch, ch, ch. Bên dưới cũng đọc y chang như vậy nhưng là j, j, j. Kế tiếp sẽ là âm âm giống như là chữ x xì của tiếng Việt. Rồi bên dưới sẽ là y như ông nó kêu vậy đó. Kế tiếp mình hay cái dấu móc câu á là âm sờ. Cái dấu móc câu âm sờ là sờ dài, âm sờ dài. Giống như là si tình ha, đái sờ dài giống như vậy. Bên dưới là âm r, j, j, j. Cuối cùng ở trên là âm k, bên dưới là âm g. Rồi cái dòng cuối cùng, dòng thứ ba, dòng cuối cùng hết của cái chart này á là những âm này dân Việt Nam mình sẽ không bị lầm, mà cái dân Hàn Quốc nó không có một số âm trong này nó sẽ không đọc được. Âm h, âm m, âm n, âm này là âm ng. Âm ngờ ví dụ mình đọc làm sao mà để cho cái hơi mình nó lên mũi và nó thoát ra lỗ mũi nó xuống dưới á, thì mới đúng, nó gọi là nasal sound, tức là âm mũi. Ví dụ như strong, strong. Rồi âm r, âm l, đây là âm w, đây là âm giờ, giờ như trong juice, trong văn. Đấy là cô nói về phiên âm. Đầu năm thì phải có nhiều thứ nó nói nên hơi mất thời gian của mình chút xíu để chúng ta dễ theo dõi. Một tiết ghi âm gì mấy bạn lại ngơ ngác không hiểu là cái gì thì cô có đưa những cái từ này ra thì nó cũng là cái phiên âm của mình thôi ha. Và chúng ta sẽ qua lại cái phần bài bài của mình, cái phần bài của mình. Âm, ví dụ như chữ pump, pump là âm ớ. Âm ớ, âm thì phải copy qua rồi vì nó không có một cái từ viết pump. Âm ớ. Pump. Pump, đấy là âm ớ. Summer cũng là âm ớ. Discuss là âm ớ. Và không biết minute hay minute, và dù đọc là minute hay là đọc là minute thì chúng ta cũng chọn cái câu này đọc khác nha. Nó có hai cách đọc minute và minute. Minute là nhỏ nhỏ bé bé, minute là phút. Rồi câu số 2, chúng ta có chữ chat. Chat nó sẽ là e bướm. Để cô copy con bướm qua. Chat. E bướm. Chat. Đấy. Blank cũng thuộc dạng e bướm. Copy con bướm màu đỏ kéo xuống. Family cũng là e bướm. Và chúng ta có A, C với D đọc giống nhau. Cô B đọc là gì? Wake. Wake, tức là vần A, wake. Nên chúng ta chọn câu B. Cô phải giải thích rõ cái bản phiên âm để cô ghi như vậy mấy đứa sẽ biết là cô đang vẽ cái gì ha. Không thôi cô tưởng là cô đang vẽ bùa.
Rồi câu số 3, butchers, husband, dance và love. Butchers thì là vần ơ. Vần ơ thì phải cộng be rồi, nó không có một cái khiết tự. Butchers không phải bờ tre nha, butchers là vần ơ. Butchers. Butchers là vần ơ, butchers. Husband thì là vần ớ, husband. Husband thì là ớ, lunch thì là ớ, và love là ớ. Mình đọc là love, không đọc love. Love, love, love. Vậy chúng ta thấy có câu A đọc khác nè. Chịu khó bài đầu thì cô nói kỹ như vậy, để những bài sau các bạn quen rồi, các bạn sẽ đi rất là nhanh. Cái gì cơ bản, nền tảng nó cũng khó hết trơn á. Giống như mình nhớ cái thời kỳ mình mới tập chững tập đi đó. Mình đứng không vững, nhưng mà sau này bây giờ mình chạy, mình nhảy, mình đá banh, mình đá cầu đủ thứ hết. Rồi câu số 4. Dinner là vần y, y ngắn, dinner. Finish là y ngắn, finish. Night thì là vần i mất rồi, night đọc là vần i, và repair là vần y. Mình sẽ thấy được là night đọc khác. Rồi số 5. Mình thấy tất tần tật đều là đuôi 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 t i t i o n hết, nhưng mà phát âm thì khác nè. Education thì nói là âm s, education. Cho mình coi luôn education. Education, em thấy là âm sờ, education. Education thì nó là education. 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 Thì tương tự như vậy, information. Information. Occupation. Cái chữ question là âm chờ nha. Question, không phải question. Question. À, cô không được dạy kỹ mấy cái này nên là đại học cô đọc sai rất là nhiều và cô phải sửa từ từ. Em thấy là question, question, question. Question, question, question. Đấy, nó là âm chờ. Education, information, occupation và question, question. Và chúng ta sẽ đọc được câu B nó khác nè. Rồi cố lên, còn hai câu nữa cô cho mình break, mình đi ăn sáng. Câu 6 đọc là plow, plow tức là vườn ao á, plow, plow. Housewife about, mình thấy đọc là plow nè. Housewife cũng là vườn ao nè, about cũng là vườn ao nè, nhưng mà neighbor đọc là vườn ơ rồi, do đó mình sẽ chọn câu D, neighbor. Rồi số 7, fellow, fellow là vần O, fellow. Hero là vần O. Tomorrow là vần O nè. Fellow, hero, tomorrow. Nhưng mà nowadays, nowadays là vần ao. Và chúng ta sẽ chọn câu C. Rồi, bây giờ cô sẽ cho mình giải lao. Em để nguyên cái máy vậy đi, em đi đâu đó. Rồi một tí nữa em quay lại, lúc 9 giờ em quay lại nha. Để nguyên đi, em đừng có ao ra mất công là điểm danh đó, lại khó khăn ha. Bạn có ao ra ao vô mấy lần là cô mở lên cô coi được hết đó nha. Rồi để nguyên vậy ha, để nguyên vậy. Cô để đây, đâu biết chúng ta vô chúng ta sửa cái này. Chúng ta sẽ break đến lúc 9 giờ, như chặn đồng hồ gì đó, 9 giờ quay lại nha. 9 giờ kêu bật mic, mà đến nào không trả lời là cô mặc định là đang ngủ á.